thương, thương em nàng con gái thì thần. Đôi má đồng tiền ngây ngô, đôi mắt hiền hiền ngoan ngoan, làm anh thương quá ơi nàng là nàng ơi. Thương là anh thương em thiệt tình, mai đây mình anh nghĩa vợ chồng. Ta sẽ cùng về quê hương, đám cưới rộn ràng vui hơn. Nàng dâu xinh quá ơi, cô dâu hiền có bao chàng đời mong. Anh đưa em về, em mới theo anh về. Thăm lại miền Tây, thăm dòng Chùa Long, có ba mẹ đời mong. Có những chuyến đò trên sông, có những cánh đồng chờ lúa chín. Có ánh trăng thề, có hai đứa mình cùng hẹn hò đơn duyên. Em là cô dâu thị thành, anh đây là chú rể miệt vườn. Hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn em ơi. Ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Cho em
ngày kia cũng tốt, anh coi anh tính đi kìa, em đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi anh thôi. Em đây nét ngang ngoan hiền, tôi xuân trao trọn cho anh, thương anh cho phát thật thà, cầu chi kia người anh bước qua sẽ chung một nhà. Thì cũng được sự giới thiệu của gia đình là cho tôi được phép làm cái đại diện trong buổi lễ xuất giá hôm nay. Và trước khi bước vào cái phần làm lễ xuất giá thì tôi xin gợi ý trong cái phần làm lễ xuất giá thì theo cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam chúng ta từ thời xưa đến nay, trai lớn lên thì phải có vợ mà gái lớn lên thì phải có chồng, mà thanh niên thì trước khi cưới vợ thì cũng phải làm cái lễ kính thần thờ cổ truyền rồi mới sang nhà gái trình lễ quốc châu. Thì hôm nay nữ cô chị trước khi về nhà chồng thì cũng phải làm lễ xuất giá. Xin mời cô dâu Cẩm Tiên chuẩn bị xong chưa, bước ra trước bàn thờ của quý vị để làm lễ xuất giá. Xin mời cô dâu. Phần thứ ba là cô dâu làm lễ ở ngoài hiện tiền. Phần thứ tư là phần cảm tưởng của hai họ cùng những quý quan khác. Phần thứ năm là phần gia đình có đáp từ. Trở lại phần thứ nhất là phần làm lễ gia tiên. Thì xin hỏi quý ông bà mình cho cháu xá hay lại? Xá ha, xá bằng hội gia tiên. Rồi con quay lại 2 3 4. Rồi con quay lại nhìn thẳng phía trước. 2 xá 1 2. Rồi, cái phần thứ ba là phần làm lễ ông bà hiện tiền. Thì trong cái phần làm lễ ông bà hiện tiền thì gồm có 5 phần nhỏ. Là phần thứ nhất là phần làm lễ giai cấp ông bà lớn hơn nội ngoại.
rồi tới ông bà nội ngoại, siêu gia nội ngoại và em có nội ngoại, nói chung về phần ông bà. Và phần thứ hai là phần giai cấp anh chị của cha mẹ, là cũng như ba mẹ và siêu gia của cha mẹ. Và phần thứ tư là phần giai cấp em của cha mẹ, là cũng như cô chú tiến cậu mợ dì dưỡng của cô dâu. Và phần thứ năm là phần giai cấp anh chị và bạn bè. À, sau đây thì xin trân trọng chúc mời cái phần thứ nhất là phần mầm lễ giai cấp ông bà lớn hơn ông bà nội và lớn hơn ông bà ngoại. À, nếu có kính lễ xin trân trọng mời ạ. À. Rồi cô dâu ơi, có nhiệm vụ có cụ đi cô dâu phụ. Ôi cháu có chồng ơi. Lên lên ông cháu ơi. Sao ơi? Ông ông bà là cháu à. Rồi nhìn lên đây luôn gì. Ông ơi đứng sát sát cho con, sát sát cho con. Cô dâu sát cho con. Dòng ba máy chặt bài cô dâu ơi. Rồi 2, 3. Rồi. Rồi đúng luôn, hai ông bà cũng ly cái cây. Ôi, đúng rồi, đúng rồi, dễ. Bà đó, à, mình có mặt đây cuối trường kê lên cho ruộng để cho các quý vị sẽ cho nhận xuất mời ạ. Rồi, 2, 3, rồi. Ê! Lại chút xíu, ông bà nhắn lại chút xíu. Mày không muốn cho con chịu. Nói con là cô ơi, rồi 2, 3. Rồi. Nhớ cái này những cái ông bà giai cấp ông bà lớn hơn nội ngoại của cháu mình cái này luôn mây chứ cái này trời. Thôi mây. Rồi cho đi thôi. Rồi con mời ông ngoại nha. Rồi chú ơi dập cái máy con nè, dập cái máy bên con nè. Rồi 2, 3. Rồi. Và giai cấp em của nội ngoại cũng như là ông chú và chị ông cụ và nữ có gì có gì giai cấp em của nội ngoại. Ừ, để người ta chụp hình đi cho ngồi vậy. Dạ bên con nè, dạ bên con nè. Còn ông này là ông cháu. Anh. Rồi. Và để mà cũng là phần tôi gia của nội ngoại và em của nội ngoại nói chung về phần ông bà cũng như là ông chú và chị ông cậu bà nội ông chị và gì của cô cho thì các bạn có thể ở đây thì chú sẽ chơi các bạn rồi. Và cái phần thứ hai, phần thứ hai là phần gia cấp anh chị của cha mẹ, cũng như là bác. Không mời con lên trên rồi. Rồi, dạ mời con lên con ơi. Rồi, dạ mời bên đây chụp rồi. Anh dọn lên, anh dọn nhau. Thì xin chân thành
thời gian cắt em của cho mẹ để đi cô chú kiếm còn thời gì của cô dâu. Và nếu có mời các em có được cho anh muốn nhiệm vụ để kết thúc cái đó thì có ngày hôm cười lên cái quay cùng cha mẹ cũng như là cô chú thiếm cậu mợ dì dượng của cô dâu. Và nếu hết thì tôi xin vâng thông qua phần này tới phần thứ năm là phần giai cấp anh chị và bạn bè, trong đó thì cũng có bạn và em của cô dâu. Rồi dầm anh em chị, dầm anh em nè. Rồi hai ba. Chị và bạn bè của cô dâu, và trong đó thì cũng có em của cô dâu. Nếu các bạn ở đây cũng bước chào bên trên uống xuân rượu để chúc mừng cho bạn mình và em mình có ngày vui hôm nay, xin trân trọng kính mời ạ. Xong rồi xin phép là trở lại cái phần thứ ba là hành làm lễ cha mẹ. Không ăn có gì, không ăn đâu. Thôi giờ cha mẹ ngồi đâu? Đây. Hôm nay là ngày sinh nhật của con. Thì phận là con cũng không biết đến khi để đền đáp công lao cực khổ mà cha mẹ với con cung lớn mấy chục năm nay. Công lao này cũng rất là to lớn cho mặt trời rộng mặt biển. Ta rất là thức điểm mong mong không có cậy tình mẹ, ngay trời lòng lòng không phụ kính con cha. Thành tạo sớm hơn nuôi con cung lớn, nuôi nắng dạy dỗ cha cha trở đời con. Rồi bây giờ là hai ông bà cùng ly nhau nè. Cùng ly nhau là chúc mừng cho con mình có ngày vui hôm nay. 1, 2, 3, vô. Rồi Cẩm Tiên ơi, nghiêng về cha hai cúi đầu và nghiêng về mẹ hai cúi đầu cảm ơn cha mẹ. 1, 2, rồi quay về mẹ. 1, 2, rồi cảm ơn cha mẹ rất nhiều. Rồi 2, 3, rồi bây giờ hôn mẹ chung cha đi. Cho cô dâu cắt bánh thành hôn cũng như là cắt bánh kem đó, thì cái này là chắc cho chú Ghệ cho nhân cả hai đứa cắt chứ không để cắt mình xong phải không? Rồi chú Ghệ chuẩn bị xong chưa? Hôn thì ông bà ta đó rất là tay vương diện 400 gừng cay mối mận xin đừng vô nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình tấm lòng xót xác giữa mình dễ ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Rồi hai đứa cầm chung với nhau luôn à. Rồi cô dâu thì tròn tay ra sau lưng chú Ghệ tròn tay ra sau lưng cô dâu.
trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting. Làm lễ cắt bánh chờ lễ gia tiên của cháu Tổng Tiên hôm nay sẽ được khép lại. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý ông bà cũng dành thời gian đến đây để tham dự ngày lễ buổi lễ xuất giá hôm nay. Trong buổi lễ có thứ sáu thì có mong quý ông quý bà thông cảm cho mọi bất cho. Thì để buổi lễ của cháu sẽ được khép lại, xin mời quý ông quý bà cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho buổi lễ được thành công tốt đẹp và vỗ tay. Và sau đây thì các bạn cảm tưởng của quý ông bà có cảm tưởng gì không ạ? Không có gì không? Rồi, không có cảm tưởng gì thêm nên xin ai ba các bạn gia đình có đáp từ. Thì hôm nay gia đình của anh Mừng thì nói chung vợ chồng cháu hạnh lắm em. Trước thì cảm ơn bà con cô bác và tất cả các em cũng không ngại từ xa xa xôi đến đây để tham dự ngày lễ xuất giá như quy của cháu Tổng Tiên. Và trong buổi lễ có thứ sáu thì gì có mong quý ông quý bà thông cảm cho bộ ba cho. Và thay cho lời cảm ơn thì cháu chồng rất mời quý ông quý bà quý thân hoặc hai họ ở lại từ buổi tiệc quân lương cùng với gia đình. Xin buổi lễ xin được kết thúc. Rồi cứ nghệ đây. Rồi nhà hết năm nay mà không thấy tôi mách ba mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu sao. Mâm bàn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu sau bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Sẽ nói cùng anh hơi khoan hồ khoan em nguyện yêu
thế tát cạn khô nước bên đông rát xa xa thăm rụng đông rụng bao la lúa thơm là em thương bấy nhiêu anh hơn mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha cột dây tơ xuyên hai đứa thương tay ra anh ơi mai này em sẽ nón cùng anh hỡi khoan hò khoan em nguyện yêu thật lòng mình ở bên nhau đời lại vui biết bao cột dây tơ xuyên hai đứa thương quá trời em đã đem lòng yêu lấy anh ơi chàng ơi lỡ mai về xa anh chờ em yêu vơi
chàng ơi, thì mai em không được vui đó. Vì em đơn hai người mà chưa có ai đến xin mừng xuôi cho anh quá lâu. Rồi xuân đi thu đến hạ tàn, mà trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng. Anh đừng có tính quanh co, em sẽ cho anh nó đòn. Ngày mai em hai ngày tốt, mình cùng dắt tay nhau lên phường. Em đã chốt xuống ba la, mình gắn thêm có vài bông hoa dâng cho 12 bên ba má. Cho kích chặt cái tình xuôi da, đã quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây. Phần em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Tôi ráng năm sau mình kiếm thêm cuộc cưng, có cháu ấm bồng ai cũng đều vui mừng. Dây tơ hồng đã nói cho mình bên nhau suốt đời. Tính đây yêu em thiệt lòng anh cũng đâu có tính nhây, nhưng mà khổ nổi cái mọi thứ khổ mỗi cái, còn ông bà cứ hối chuyện nào có cho ẩm đây. Nên là anh cũng ráng yên tâm đi em, để chờ nào nó cũng đáng. Chắc là khi đông qua hay là lúc thu sang thì mình cũng sẽ cưới chứ không phải đàng hoàng. Nên đề thì anh đây xin hứa đến cái chuyện nhà cửa, nói thiệt em khỏi lo, đi nấu cơm chặt đồ hay rửa chén em cứ để cho anh. Nếu như cảm thấy có những cái chuyện cưới em mà anh còn dám làm, thì có gì trên đời anh cảm thấy khó đâu. Nói vậy thôi giờ tôi hiền muốn chết, ước mà giữ cũng được, miễn mình phải có nhau là được rồi ní he. Anh đừng có tính quanh co, em sẽ cho anh nó đòn. Ngày mai em hai ngày tốt, mình cùng dắt tay nhau lên phường. Em đã chốt xuống ba la, mình gắn thêm có vài bông hoa dân trà 12 bên ba má. Cho kết chặt cái tình xuôi da, đã quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây. Phần em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Ráng năm sau mình kiếm thêm cục cưng, có cháu ấm bồng ai cũng đều vui mừng. Dây tơ hồng đã nói mình bên nhau suốt đời. Em như là hoa trong rừng, nên anh hay coi chừng, đừng có mà lưng cưng của chúng tôi đó nha. Yêu em thì hay nhớ có ba điều nhớ. Một nè, là yêu, hai là thương, ba là sẽ bên em tới già. Mà đã quyết thương nhau là tay nắm tay, yêu nhau là không có nhây nha. Phần em 12 bên nước đục trong là do anh hết. Ráng năm sau mình kết thêm cục cưng, có cháu ấm bồng ai cũng đều vui mừng. Dây tơ hồng đã nói mình bên nhau suốt đời. Dắt anh theo em về mà miền Tây, thằng Tây na hóng chuyện ai về làng mình đây. Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay, anh cứ nhậu thoải mái có xỉn em vào thay. Ý kìa chú ba, đem qua thêm con cá lóc, cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết say, nhậu không thấy trời mây, không say là không về. Em đây thiệt thà, có chiếc xuồng ba lá chớ đầy tôm cá thiệt ngon, có lúa chín vàng tươi dáng bao cô thức tha mặn mà. Hò đò ơi ơi hò ơi, trăng thanh gió mát gọi mời. Xỉnh hả mày đưa đây tàu ca, miền Tây là hết sảy đất đai tàu bao la. Bắt nhạc trữ tình hay là cha cha cha, tao nhảy sập xình nghe ra xa xa. Mà sao nói tới nói lui nói hoài, nói quỷ nói dài mà mày chưa bật nhạc. Nhanh nhanh giùm tao đừng làm tao nóng, tao nóng tao lên là bấy hơi mệt, tao nóng tao lên tao quậy bây giờ. Bye.
thiệt tha. Có chiếc xuồng ba lá chớ đầy tôm cá thiệt ngon, có lúa chín vàng tươi dáng bao cô thức tha mặn mà. Mặt nước xanh gần cũng sống khẽ lời.